Chị mới nói rằng là các bạn mới bắt đầu vào con đường IT Computer thì không nên học code trước. Tại sao chúng ta lại đi học một cái gọi là chi tiết trước, mà trong khi đấy chúng ta lại là người đóng vai trò làm sao giao tiếp với khách hàng nhiều cơ mà. Chúng ta là người giao tiếp với khách hàng nhiều, tại sao chúng ta lại lui về bên trong? Đương nhiên là học cái gì cũng không thừa, nhưng mà thứ tự học như thế nào thì chị vẫn suggest các em rằng là vẫn nên học những cái gì để giao tiếp với khách hàng tốt trước đã. Kihon seke to sosai seke no chigai, tức là cái sự khác nhau giữa tài liệu thiết kế cơ bản và tài liệu thiết kế chi tiết. Thì như mọi người biết thì cả hai cái công đoạn kihon seke và sosai seke này nó đều thuộc chung cái công đoạn, chung gọi là công đoạn gì, seke đúng không? Thế nhưng mà trong seke to đấy chúng ta sẽ phân thành hai cái công đoạn khác nhau, đấy là kihon seke và sosai seke. Ok, rồi chúng ta sẽ đọc định nghĩa của từng cái loại seke này xem nó khác nhau thế nào nhé. Kihon seke wa system o soto kara mitta toki dou iu ugoki o suru ka o kimeru mono, tức là làm sao nhỉ? Cái thiết kế cơ bản này là nó sẽ làm sao quyết định là những cái tài liệu mono mình biết sẵn là nó là cái tài liệu rồi đúng không, document rồi, thì cái mono này mình dịch luôn luôn sang là từ tài liệu đúng không. Cái thiết kế cơ bản này là những cái tài liệu mà sẽ quyết định cái gì nhỉ, quyết định system no soto kara mitta toki dou iu ugoki o suru ka, tức là quyết định cái hoạt động khi mà cái hệ thống này được nhìn từ bên ngoài vào. Đấy, thì nó còn được gọi một cách khác là gai bự Seke. Đấy, thì cái gai bự Seke này hướng đến cái đối tượng nào để sử dụng cái tài liệu này nhiều nhất, thì đối tượng sử dụng cái tài liệu này chỉ có thể khẳng định là toàn bộ những người tham gia vào quá trình lên ý tưởng và phát triển cái hệ thống này. Thế tuy nhiên có một cái đối tượng khá là đặc biệt, đó chính là ô kiếp ca sẵn mưu kê si điều ô sắc xây sư rự, có nghĩa là cái tài liệu này đặc biệt nhất là hướng đến khách hàng cuối, tức là cái khách hàng mà bỏ tiền ra để thuê chúng ta làm hệ thống đấy các em ạ. Thì khách hàng thì đa số là không biết IT, đa số là các cái khách hàng không biết IT. Còn các cái khách hàng mà đã biết IT ấy thì là nó họ sẽ làm sao nhỉ, đa số là họ sẽ thiết kế luôn và đưa cho chúng ta, và chúng ta chỉ làm cái công đoạn là ghi lưu cô tê thôi. Đấy, thế còn các cái khách hàng này thì đa số là không biết IT. Thế cho nên là không biết IT mà viết những cái cao siêu mà sâu sâu sắc quá về mặt chuyên môn thì liệu khách hàng có hiểu được không? Đấy, khi mà khách hàng không hiểu được thì làm sao? Thì khách hàng sẽ không biết rằng là cái hệ thống này mình đang soạn ra, mình đang cấu trúc nó lên thì có đúng cái mà họ đang mong muốn hay không. Đấy, tức là nó phải được viết theo kiểu thiết kế của công nghệ thông tin, nhưng mà cái kiểu thiết kế đấy lại phải là cái kiểu thiết kế mà những cái ipang user hoặc là những cái non IT no oyek rằng có thể hiểu được cái tài liệu đấy. Đấy là cái đặc điểm lớn nhất của cái kihon seke này. Còn thiết kế chi tiết là giai đoạn tiếp theo của thiết kế cơ bản. Tức là làm sao nhỉ? Chúng ta sẽ có làm sao? Từ cái tiền là tài liệu thiết kế cơ bản này để hiểu được các nghiệp vụ thì chúng ta sẽ chi tiết hóa nó ra dưới dạng làm sao? Các thuật toán, dưới dạng là các thư viện, dưới dạng là các ngôn ngữ lập trình, và viết viết dưới dạng thiết kế nhé, chứ chưa phải là dùng ngôn ngữ lập trình để viết ra đâu những em nhé. Đây vẫn là giai đoạn thiết kế nhé. Đấy, thì nó vẫn dưới dạng là tài liệu để mô phỏng là cái thuật toán tôi định dùng là cái gì? Program mà mưu kê si điều sắc xây sư rự. Đấy, vậy thì làm sao nhỉ? Cái thiết kế cơ bản này làm sao? Cái đối tượng hướng đến là đang khác nhau rồi. Cái đối tượng hướng đến của cái thiết kế cơ bản là làm sao? Ô kiếp sàng mưu kê. Không chỉ ô kiếc ở sàng đâu mà toàn bộ team phát triển cũng mưu kê nữa, nhưng mà ô kiếc ở sàng là người nan IT cũng phải hiểu được. Đấy, thế tuy nhiên là cái thiết kế chi tiết này là làm sao, chỉ hướng đến là cái tài liệu này là dùng cho programmer thôi, tức là những người sẽ thực hiện coding ở cái giai đoạn phía sau. Đấy, thì cái định nghĩa của cái sosai seke này thì cũng tương tự như là cái kihon seke, nhưng mà nó khác ở cái là nhìn từ bên ngoài sotokara hay là nhìn từ ở phía trong, đúng chứ nhỉ? Nai bự đấy, hay nhìn từ phía trong, tức là nhìn từ team phát triển hay là nhìn từ phía khách hàng cuối.
Đấy, thì mọi người phân biệt là hai cái tài liệu này như vậy. Đấy, thì vì là cái tài liệu Kihon Seike là cái tài liệu mà Ipang user cũng có thể hiểu được, chị nhắc đi nhắc lại là cái nội dung này. Thế cho nên là với các em là những các bạn Compter trong tương lai hoặc là đang là Compter rồi thì làm sao nhở? Các em cũng cũng là Ipang user, mà thậm chí các em làm trong cái lĩnh vực IT thì sẽ có ít nhiều kinh nghiệm hơn là Ipang user, đúng chứ nhở? Thì tại sao Ipang user hiểu được thì tại sao các em lại không thể hiểu được cái Kihon Seike này? Rõ ràng rằng là chúng ta hoàn toàn có khả năng hiểu được những cái gì mà Kihon Seike viết ra và làm sao truyền tải các cái nội dung mà nó muốn truyền tải. Thì nếu mà các em hiểu được thì rõ ràng là các em sẽ dịch nó đúng, các em sẽ chuyển chuyển ngữ nó đúng, đúng cái ý tưởng mà cái người viết ra cái bản thiết kế này mong muốn truyền tải, đúng chứ nhở? Và cao hơn nữa, khi mà các em đã có rất nhiều kinh nghiệm cộng với những cái kiến thức IT có cơ bản, có hệ thống và học được những cái công cụ sâu hơn để thực hiện là thiết kế hệ thống, thì các em một ngày nào đấy cũng có thể là tự mình thiết kế ra những cái Kihon, cái tài liệu của Kihon Seike này nữa cơ các em ạ. Đấy là lý do vì sao mà chị mới nói rằng là các bạn mới bắt đầu vào con đường IT Compter thì không nên học code trước. Tại sao chúng ta lại đi học một cái gọi là chi tiết trước, mà trong khi đấy chúng ta lại là người đóng vai trò làm sao giao tiếp với khách hàng nhiều cơ mà. Chúng ta là người giao tiếp với khách hàng nhiều, tại sao chúng ta lại lui về bên trong? Đương nhiên là học cái gì cũng không thừa, nhưng mà thứ tự học như thế nào thì chị vẫn suggest các em rằng là vẫn nên học những cái gì để giao tiếp với khách hàng tốt trước đã. Thì để giao tiếp với khách hàng tốt trước thì chúng ta làm sao? Chúng ta cần phải có một cái tiếng Nhật tốt để hiểu tất cả những cái tài liệu này về bản chất tiếng Nhật đã. Rồi rồi sau đấy, bởi vì là cái này là những cái luồng nghiệp vụ rất là thông thường mà Ipang user dùng, đúng chứ nhỉ các em nhỉ? Tiếp theo là các em học các cái ngôn ngữ, không phải các ngôn ngữ mà là các cái kiến thức IT cơ bản nhất. Đấy, các kiến thức IT cơ bản nhất về cấu trúc tài liệu, về làm sao, về các cái tool để mô tả là các cái luồng chảy dữ liệu. Đấy, thì tất cả những cái đấy là những cái IT cơ bản, rồi là những cái kiến thức IT chung để có thể hiểu được cái Kihon Seike và làm được ra những cái Kihon Seike để có thể làm sao giao tiếp được với khách hàng. Bởi vì chúng ta là cái người đối ngoại cơ mà. Chúng ta là Compter, chúng ta đối ngoại là chúng ta là Madoguchi, contact boy với khách hàng cơ mà. Thế thế cho nên là cái việc mà chúng ta nên làm trước thì là chúng ta nên tập trung vào những cái phần mà nó không chuyên sâu về 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 mặt nội bộ trước, về mặt phía bên trong, mà chúng ta nên tập trung vào những cái phần mà nó hướng ra bên ngoài, đúng cái vai trò, cái vị trí của chúng ta. Thì làm sao? Thì cái vai trò của chúng ta sẽ được mitome, được thừa nhận một cách nhanh chóng nhất. Khách hàng thừa nhận các em thì là các em đã thành công rồi. Đấy, thì cái việc đánh giá của khách hàng nó có giá trị gấp trăm, gấp nghìn hơn lần ở trong nội bộ đấy các em ạ. Đấy, cái việc mà mình làm thỏa mãn khách hàng, làm cho khách hàng yên tâm, khách hàng biết rằng là họ đang nói gì mà truyền đạt được đầy đủ hết cho các em, thì họ mới có thể yên tâm được rằng là cái sản phẩm sau này họ làm ra, mình làm ra cung cấp cho họ thì mới đúng cái ý mong muốn của họ, đúng chứ nhở? Đấy, đấy là lý do vì sao là chị sắc ghét các em là đi theo hướng IT Compter thì không nên bắt đầu bằng việc coding, mà bắt đầu bằng việc là hiểu tất cả những kiến thức IT cơ bản tổng quát trước. Các em nhớ nhé.